Xin chào quý khách hàng, hôm nay mới có thời gian em giới thiệu sản phẩm mới cho mọi người cùng xem ha. Đây là sản phẩm Mucky mic sơ số nha mọi người. Model là DL16S. Logo mọi người có thể nhìn thấy, nhìn vô là nhận gì được liền luôn ha. Mucky à, cái thùng đầu của Mỹ mà nhìn cái thùng xấu quắc đúng không mọi người. Ở đây nó chú thích một cái điều rất là vui là Beauty Product Box Inside, có nghĩa là bên trong còn cái hộp đẹp hơn nữa. Nhìn hấp dẫn mọi người. Đây là con mic sơ số ha, DL16S 16 kênh, được thiết kế ở Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc. Đây là thời điểm năm 2022. Do đó bây giờ mà mình nói thiệt luôn với mọi người, mình mà tránh đồ Trung Quốc thì nói chung là cũng hơi bị khó ha mọi người. Muốn sản xuất tại Mỹ và làm ở Mỹ mọi thứ luôn thì em thấy hơi bị khó đó. Làm nghề của tụi em sướng lắm nha mọi người, suốt ngày là được giới thiệu những sản phẩm mới, được khui thùng khui hộp. Thấy mê không? Đây, đúng như là thông tin ban đầu, bên trong còn cái hộp đẹp hơn ha. Cái hộp bên trong đúng là rất là đẹp nha mọi người. DL16S, đây là hình dáng của sản phẩm đây. Mọi người có thể nhìn thấy, không biết trong video thấy rõ không ta. Mac và PC đều có thể tương thích với lại phần mềm Master Feeder 5.1 ha. Con này thì sẽ có 16 input, thì từ từ em mở ra, em sẽ giới thiệu cho mọi người cùng xem luôn. Thì video chỉ là review, mở hộp giới thiệu sản phẩm cho mọi người. Video test effect của con này thì mình sẽ nằm trong những video clip tiếp theo nha mọi người ha. Con này mọi người có thể nhìn thấy là 16 mic preamp của thằng Onyx, rất là nổi tiếng ha mọi người. Đầu out thì mình sẽ có đầu out là XLA, tức là cái jack ba lăng á, nó sẽ có 8 cổng ha. Đây 1 2 4 5 6 7 8 nè, và 16 × 16 USB recording, tức là cái cổng USB chỗ này nè, mình có thể thu âm được 16 jack ha. Rồi bla bla bla, mọi thông tin thì con này thì em thấy trên thị trường nó quá nổi tiếng rồi. Giá tiền của nó thì em thấy ở đâu đó bên Mỹ đang bán là tầm 1.000 đô ha mọi người. Nếu mà so về mặt giá tiền thì em thấy nó còn đắt tiền hơn cả Behringer cũng như là Midas nha mọi người. Nếu mà so với con MR18 của Midas là nó sẽ mắc tiền hơn ha. Rồi bây giờ sẵn tiện mở thùng luôn. Để rút gọn video thì em làm cho mọi thứ nó nhanh nhanh chút xíu ha mọi người. Nó sẽ có shop chống sốc cũng như là hai cái bát để mình bắt hai bên mình lắp trên tủ kỹ thuật nha mọi người. Mỗi bên là một cái ha. Rồi sản phẩm chính diện đây, DL16S, một dây nguồn cũng như là một sách hướng dẫn. Dĩ nhiên là nó toàn tiếng Anh nha mọi người, nó không có tiếng Việt đâu. Mai mốt em lên giám đốc của Mucky đi, rồi em yêu cầu nó làm tiếng Việt cho người Việt Nam mình dùng ha. Quá đẹp luôn nha mọi người, quá đẹp luôn. Mặt trước sản phẩm mọi người có thể nhìn thấy logo Mucky, model là DL16S, một cổng USB để mình có thể cắm vào đây, mình chạy phần mềm thu âm, mình ghi được 16 track như khúc đầu video em chia sẻ. Thì mọi người có thể nhìn thấy input ở đây nó sẽ có là từ 1 cho tới 16, thì tương ứng từ 1 cho tới 8 sẽ là 8 cái cổng Canon, hay còn gọi là XLA cũng là nó, Palance cũng là nó, Canon Việt Nam mình gọi cũng là nó. Nhưng mà cái đầu kiểu này nè, ba chân như vậy nè, là bắt buộc mình phải cắm đầu đực vô và mình không có thay đổi được. Mình không có chơi 6 ly được ha. Riêng từ số 9 cho tới số 16 thì mình có thể chơi Canon cũng được, tức là ba chân cũng được, hoặc là jack 6 ly cũng được, 6 ly CT cũng được, 6 ly mono cũng được luôn. Đó là riêng về phần input, tổng cộng sẽ có 16 đầu vào từ 1 tới 16. Đây là các đường output ghi rất là rõ nha mọi người. Output đây sẽ có left right. Left right là kênh trái nè, left là trái, right là phải. Và sẽ có các cái đường phụ 1 2 3 4 5 6. Thì tổng cộng ở đây mình sẽ có là 8 đường out và một cái lỗ tai nghe để mình cắm cái tai phone vô trong này để mình chỉnh cho ông soundman á, cắm vô đây chỉnh, và một cái volume lớn nhỏ cho cái đường phone này. Thì thông thường mấy anh em đi làm show á, mình không muốn phiền hàng xóm, mình không muốn phiền ai á, thì mình mua cái tai phone mà loại kiểm âm á, mình cắm vô đây, mình đeo, mình nghe trước, mình chỉnh, mình thử alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó, mình cắm vô đây mình chỉnh, mình không phiền ai hết, đúng không? Xong rồi sau đó là ngon lành cành đào rồi là thả vô là quất ha mọi người. Mặt trước nó sẽ có một cái anten wifi, anten này thiết kế rất là đẹp nha mọi người. Thì trong video này em sẽ cố gắng quay cận cảnh và quay lấy nét rất là rõ để cho mọi người thấy được cái độ hoàn thiện của sản phẩm nó đẹp như thế nào. Ở đây mọi người thấy thiết kế rất là đẹp, rất là, phải nói là về mặt thẩm mỹ viện là thấy rất là phê ha. Đó, rất là sang, rất là đẹp.
Em thấy là về mặt trực quan thì với cái độ hoàn thiện bên ngoài nó đẹp hơn hẳn Behringer nha. Nó cũng đắt tiền hơn hẳn Behringer luôn. Đây là mặt trước ha mọi người. Mặt lưng nó sẽ có logo Modern. Tương tự mặt phía sau nó cũng có cái logo Inmer Mach-E ha mọi người. Cuối cùng sẽ là thông tin của sản phẩm. Bây giờ em sẽ zoom to lên để cho mọi người cùng xem ha. Đây, cho nó to chà bá lửa luôn nha mọi người. Được thiết kế ở Mỹ, sản xuất lắp ráp ở Trung Quốc. Thời buổi bây giờ là 2022 rồi, nên mình bây giờ mà tìm sản phẩm mà sản xuất và lắp ráp tại Mỹ luôn thì nó hơi bị khó nha mọi người. Phải dùng từ là hơi bị khó ha. Thông thường là nó sản xuất ở China. Nhiều nguyên nhân, nhiều lý do giải thích mệt nha mọi người. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy đây, nhà sản xuất manufacturer nè, là Loud Audio, là LLC, bla bla bla, đầy đủ thông tin của nó ha mọi người. Mã số series, revision là B, tức là phiên bản, revision là phiên bản B03. Đây là mọi thông tin của sản phẩm, hàng xịn, hàng chính hãng nha mọi người. Con này hiện tại bây giờ bên Mỹ em thấy đâu đó bán là 1.000 đô. Về Việt Nam thì mình tốn thêm một mớ phí ship nữa, thì nó đâu đó nó cũng vào khoảng hai mấy triệu ha mọi người, chưa tính công setup ba lô ba la. Ở đây thì nguồn điện mình sẽ sử dụng sẽ là 220 V. Dĩ nhiên rồi, đây là hàng chính hãng dùng ở Việt Nam mà. Mọi người nhìn thấy ở đây nè, em không biết trong video có thể nhìn thấy rõ hay không ha. Nhìn qua cái khe này, mình sẽ thấy một cái đường nguồn chỗ này nó sẽ vô, nó sẽ có cái mạch lọc sẵn ở bên trong ha mọi người. Mạch lọc EMI á. Thì thông thường những cái đồ xịn sò thì nó sẽ được thiết kế có cái mạch lọc sẵn ở bên trong. Ngay cái chỗ dắt cắp nguồn này luôn nè. Nó dính chùm luôn á. Nguyên bản nó là như vậy ha. Thì ở đây thì em rọi đèn vô là em thấy được. Tại đồ nó còn mới mình không có tiện mở ra. Thì hôm nay chỉ review mở hộp và cho mọi người xem hình dáng của sản phẩm. Riêng cái phần chất lượng effect, chất lượng tiếng ca thì mọi người vui lòng đón nhận trong những video clip tiếp theo. Bởi vì không thể nào trong một video mà mình truyền tải hết mọi thứ được ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thấy thích, thấy mong chờ video clip sau và thấy hay thì cho em xin một like nhé.